Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 nên tỉnh ta đề ra hai phương án tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh. Phương án 1, nếu dịch bệnh đã được khống chế thì sẽ tổ chức lễ khai mạc vào trung tuần tháng 9 năm 2022 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh với quy mô khoảng 1.400 người, gồm diễu hành các đoàn biểu dương lực lượng và đồng diễn thể thao nghệ thuật. Phương án 2, nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì không tổ chức lễ khai mạc đại hội mà chỉ tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao các cấp và phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Thời gian tổ chức vào tháng 1 năm 2023 với quy mô khoảng 300 người tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự kiến Đại hội thể dục thể thao lần này có khoảng 15 môn thi đấu diễn ra từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2022 để lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 năm sau tại tỉnh Quảng Ninh. Để tập luyện thể thao an toàn trong mùa dịch, một số gia đình ở huyện Khoái Châu đã mua sắm bàn bóng bàn để các thành viên trong gia đình tập tại nhà. Gia đình ông Nguyễn Đức Biên ở xã Dân Tiến là một trong số đó, là người đam mê và thường xuyên chơi môn bóng bàn sau khi các nhà tập công cộng phải đóng cửa vì dịch. Ông Biên đã đầu tư mua sắm một bàn bóng bàn nhằm thuận tiện duy trì tập luyện bóng bàn hàng ngày. Gia đình ông Biên có 3 người chơi bóng bàn thường xuyên, ngoài ra còn có một số anh em họ cũng tham gia tập cùng gia đình. Mỗi buổi tập tại nhà ông Biên không quá 6 người chơi để đảm bảo giãn cách. Đây là hình thức tập luyện thể thao an toàn phù hợp với bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh và một số điểm tập thể thao công cộng tại thành phố Hưng Yên tham gia thể dục thể thao ngoài trời vẫn không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Nhiều người lý giải việc đeo khẩu trang khi tập thể thao sẽ gây khó chịu. Tuy nhiên, đây lại là hành vi gây mất an toàn cho chính sức khỏe bản thân và cộng đồng. Để bảo vệ cho mình và xã hội, mỗi người khi ra ngoài tập thể dục thể thao cần chú ý đeo khẩu trang đúng cách, đảm bảo khoảng cách an toàn và tuyệt đối không nên tham gia các môn thể thao tập thể như bóng đá, bóng chuyền trong thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trò chơi dân gian và các môn thể thao trí tuệ ngày càng được các em học sinh ưa thích, được các trường học đưa vào hoạt động giảng dạy. Không chỉ tác dụng giúp học sinh tăng cường thể chất, trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống, mà hoạt động này còn mang ý nghĩa gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, các môn thể thao trí tuệ cũng như các trò chơi dân gian đã được đưa vào hoạt động của nhà trường trong nhiều năm qua và đã được các em học sinh tham gia nhiệt tình hào hứng. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập được câu lạc bộ thể thao với các môn chủ đạo như cờ vua, cờ tướng, Rubik, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia sinh hoạt tập luyện. Trong các cái ngày lễ lớn thì trường chuyên cũng thường xuyên là tổ chức cho các bạn các cái hoạt động thể thao văn hóa với mục đích là để cho các bạn có được một cái sân chơi bổ ích. Cái thứ hai nữa là để duy trì cái văn hóa Việt trong các trò chơi dân gian như là trò chơi kéo co này. Đấy, rồi trò chơi đi xe đạp chậm này, rồi nhảy ba bố này. Và trong các cái buổi lễ đó thì các bạn tham gia với một cái tinh thần rất là hứng thú. Không chỉ xuất hiện nhiều trong các hoạt động thể chất trong các nhà trường, mà thời gian gần đây, các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy lò cò, rút gỗ hay các môn thể thao trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, Rubik cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn để cho các con chơi tại nhà trong thời điểm giãn cách phòng dịch COVID-19. Các hoạt động này giúp trẻ có thể vận động, giải tỏa căng thẳng và phát triển tư duy nên đã tạo được sự hứng thú cho trẻ. Dịch COVID này thì các cháu học hành cũng căng thẳng nên là muốn cho các cháu giải trí chơi những trò chơi dân gian này là nó đỡ gần với tivi máy tính nhiều, hại cho sức khỏe và mắt của các cháu. Đầu tiên là các cháu chơi, sau là các bạn bè thấy thích cũng đến chia sẻ, nó xin về chơi. Cháu biết chơi cờ tướng nên nó làm và bố cháu dạy. Thời gian rảnh cháu chơi với bố cháu và anh cháu ạ. Khi cháu biết chơi cờ tướng thì cháu ít sử dụng điện thoại và máy tính hơn ạ. Việc cho trẻ chơi các trò chơi dân gian và những môn thể thao trí tuệ không những mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ mà còn giúp trẻ hạn chế được việc tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử. Ngoài việc tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích cho trẻ, các hoạt động này còn giúp gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa dân gian của dân tộc ta. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.